Hello, thật cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa ở phân khúc giá rẻ, nhưng mà anh em vừa có thể nghe nhạc, vừa chiếm karaoke cũng đang cực kỳ tốt. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Kenwood. Tên model là LS880D. Con này là thuộc dòng loa mà nó sẽ có 3 đường tiếng anh em. Nên về khả năng mà tái tạo và chất âm của con này thì vẫn là cực kỳ đỉnh luôn em ạ. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Đây hình thức con này nó là còn rất là tốt anh em. Tầm khoảng là trên 90%. Con này nó sẽ có thiết kế là thùng mỗi làng anh em. Cây hai cạnh của nó thì nó sẽ vắt cong tròn, đó là rất là đẹp anh em ạ. Con này nó sẽ có kích thước như sau: chiều ngang của nó là 33 cm anh em, còn chiều cao là 59 cm và chiều sâu là 33 cm anh em. Và trọng lượng con này nó là rất là nặng anh em ạ, 17 kg trên một thùng. Đây con này nó sẽ có thiết kế là 3 đường tiếng anh em, bao gồm là một loa bass 27 cm, một loa mid 7,5 cm và một loa treble 2,5 cm anh em. Đây là loa mid dom và loa treble dom anh em. Đây là loa bass, con này có màn carbon anh em, cực kỳ bờ cho anh em mà mũi này nó rất là đẹp. Ở đây anh em sẽ thấy là có một cái lỗ hơi cho anh em và có hai cái cross server để cho anh em phải mà điều chỉnh về giải mid và giải treble. Khi mà anh em chơi nhạc vàng, anh em cần treble bén để mà nghe nó ướt át hơn, để anh em phải mà tăng treble nhiều lên. Hoặc anh em karaoke để anh em có thể mà tăng giải mid nhiều hơn cho anh em. Còn đây là căng trong sản phẩm này, cái căng nó thì là bằng vải lưới cho anh em và rất là mới đẹp nha. Dưới nó sẽ có một cái logo bên thương hiệu của Kenwood anh em. Đây khung của nó là rất là chắc chắn luôn em ạ. Trường hình thức rất là tốt anh em. Con này thì nó sẽ có công suất đến tận là 150W lận anh em. Anh em hát karaoke với dòng này cũng rất là best lời nghe anh em ạ. Bass 27 cũng là 100 cái dòng bass là lớn để mà anh em mà thoải mái mà karaoke anh em ạ. Cỡ kháng là 6 ohm. Và con này thì được để lại cho anh em một mức giá vẫn là siêu tốt cho anh em, chỉ với 4.500.000 đồng thôi. Và nếu anh em muốn mua thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ thì mình sẽ vào ngay bài test âm. Mời anh em. Nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi.
Đây chất âm con này tái tạo lại rất là hay anh em. Bát và chép đánh cho ra tơi nhuyễn, nghe có vần có nhịp rõ ràng. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà bị đánh giá rất là cao ở phân khúc giá rẻ nha anh em. Và đặc biệt thì anh em hát hò karaoke con này cũng là thả ga luôn. Ba đường tiếng, công suất đến tận là 150W trên một loa nha anh em. Đây, quá là dữ anh em à. Rồi em thấy sao bà tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Auto. Nhớ thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Auto nhé. Xin chào và hẹn gặp em sau những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật auto để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.